Quý vị và các bạn đang theo dõi phần điểm tin chính của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Việt Nam tháng 12 tiếp tục tăng thứ tư liên tiếp và đạt mức cao nhất ở châu Á. Đây là công bố của tổ chức ANZ Roy Morgan vừa đưa ra. Cụ thể thì chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Việt Nam tăng với mức điểm cao hơn nhiều so với mức trung bình trong suốt 2 năm vừa qua. Mức điểm này cũng đánh dấu một kỷ lục mới cho chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Việt Nam và cũng là lần đầu tiên chỉ số này của Việt Nam đạt mức cao nhất châu Á. Theo ANZ thì niềm tin người tiêu dùng trong tháng 12 tăng cao là do sự gia tăng niềm tin và triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong vòng 12 tháng và 5 năm tới. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết trong quý 3 năm nay thì thị trường lao động đã có những dấu hiệu khả quan với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động vẫn duy trì ở mức cao 76,4%. Số người có việc làm đạt 53,17 triệu người, tăng 638.000 người so với quý 2 vừa qua. Tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tăng mạnh đạt 40,42%. Tỷ lệ lao động ngành nông lâm và thủy sản giảm mạnh còn 42,54%. Tỷ lệ thất nghiệp của người trong độ tuổi lao động đã giảm nhẹ còn 2,35%. Tuy nhiên, đáng quan ngại là tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tăng lên 7,3%. Các ngành giảm lao động nhiều nhất là nông lâm nghiệp, thủy sản, giảm 861.000 người, nghệ thuật vui chơi giải trí giảm 20.000 người và hoạt động kinh doanh bất động sản đã giảm 17.000 người. Chợ thương mại điện tử nông lâm và thủy sản Việt Nam Agromart trên địa chỉ website là agromart.com.vn đã chính thức được ra mắt. Quy mô của trang điện tử này có trên 1.000 thành viên tham gia với khoảng 3.000 sản phẩm nông lâm và thủy sản đạt chất lượng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Mục đích là thông qua các giao dịch mang tính kết nối này thì các nhà quản lý và xây dựng chiến lược phát triển ngành, dự báo thị trường, đồng thời giúp các doanh nghiệp sản xuất nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng, thông tin thị trường và định hướng sản xuất, nâng cao cạnh tranh của các ngành hàng xuất khẩu. Tỉnh Lâm Đồng vừa công bố quyết định thành lập 2 mô hình điểm du lịch của tỉnh là mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại khu vực Trại Mát và mô hình tại khu vực phố Hồ Xuân Hương. Tham gia vào 2 mô hình này là những hộ dân và đơn vị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Những mô hình này được đưa vào chương trình tour chính thức của các công ty lữ hành nhằm đưa du lịch canh nông đến với du khách một cách bài bản, chuyên nghiệp thay vì tự phát như trước đây. Với việc thành lập 2 mô hình điểm du lịch đầu tiên thì ngành du lịch của tỉnh Lâm Đồng hướng đến tính chuyên nghiệp hóa, hoạt động liên kết giữa sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch, từ đó nhân rộng mô hình này trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh. Tin quốc tế, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày hôm qua đã tới Moscow, bắt đầu chuyến thăm Nga 2 ngày của mình. Ngay khi đặt chân tới Nga thì ông Modi đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tập trung vào các vấn đề về kinh tế và chính trị. Trong chuyến thăm của mình thì ông Modi sẽ tham dự một hội nghị thường niên giữa Nga và Ấn Độ, đồng thời sẽ tiến hành ký kết một loạt các thỏa thuận với phía Nga, trong đó có các thỏa thuận về hạt nhân và quân sự có trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Các vấn đề về khu vực thương mại tự do và thúc đẩy du lịch cũng sẽ được ông Modi đem ra thảo luận. Nước Mỹ đã quyết định tăng cường an ninh trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh năm nay nhằm đối phó với các mối đe dọa khủng bố. Theo hãng tin Reuters, thì Bộ An ninh Nội địa của Mỹ đã cảnh báo các đối tượng cực đoan có thể sẽ tiến hành các vụ tấn công lớn vào những địa điểm công cộng mà không cần phải báo trước. Do đó, an ninh đã được thắt chặt tại các sân bay, nhà ga và những nơi có lưu lượng người qua lại rất lớn trong dịp này. Các biện pháp kiểm tra người và hành lý cũng sẽ được tăng cường. Lo ngại về vấn đề an ninh của Mỹ đang tăng cao sau loạt tấn công khủng bố tại Paris vào hồi tháng 11, cũng như vụ xả súng tại San Bernardino, bang California hồi đầu tháng này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã nhất trí thông qua nghị quyết công nhận thỏa thuận hòa bình do Liên Hợp Quốc bảo trợ nhằm thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc tại Libya. Nghị quyết trên được thông qua khi trước vào ngày 17 tháng 12, các phe phái đối địch tại Libya đã ký một thỏa thuận hòa bình. Theo đó, thì một chính phủ mới của Libya sẽ được thành lập bởi một hội đồng tổng thống gồm 9 thành viên. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nêu rõ một chính phủ mới trong tương lai là của Libya sẽ là chính thể duy nhất tại quốc gia Bắc Phi này, đồng thời kêu gọi các nước thành viên của Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ cho chính phủ mới của Libya nếu có yêu cầu. Phần điểm tin chính của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.